Chào đón tất cả các bạn đến với kênh youtube Phương Nguyễn Hôm nay mình chia sẻ chi tiết cặn kẽ cách mà mình dán tips và xử lý móng để làm một cái bộ phu set bột nhúng sao cho bộ móng được ôm gọn lại từ trong ra ngoài và không bị phình, không bị dày à, Khách này vừa ngâm tay bột ra và muốn dán tips để nối dài móng và làm bộ bột nhúng thì trước tiên là mình à, dùng cái đầu giấy nhám mịn nè, à, mình chạy cho sạch cái bề mặt móng. Đặc biệt là hai bên hông móng và cái vòng da vòng tròn của cuticle. Vì móng vừa được ngâm ra cho nên hơi mỏng và khá nhạy cảm nên mình đi dũa với cái tốc độ nhẹ để tránh làm nóng tay khách. Xong rồi thì mình à, dán tips để cho tips mau dính hơn thì mình dùng cây cọ đắp bột thấm vào ly quịt và mình quẹt vào 10 đầu ngón tay gắn móng cho được thẳng thì mình cầm tay khách nè để lên mình cho thẳng thớm đàng hoàng rồi xong mình mới canh và mình nhiễu glue và mình dán tips vào chuẩn để dán tips là mình canh vào hai bên khóe móng mình đặt cái tips nè lên cho hai cái góc của cái tips song song với hai cái góc của khóe móng thì sẽ ra móng thẳng. Còn nếu như những cái trường hợp mà cái ngón tay của khách không được thẳng, thì mình sẽ canh theo cái ngón tay của khách để mà mình dán tips. Mình có thể điều chỉnh cái tips cao thấp à, dựa trên cái khóe móng của khách nha. Mình nhiễu glue vào chính giữa, rồi mình dán tips vào thì glue nó sẽ tự động chạy qua hai bên hông. Đây, nhiều glue vào Rồi lấy tips dán lên Xong nhớ ghi cái tips xuống tí xíu Để cho cái tips không bị dảnh. à, Đối với cái bột nhúng thì cái việc dán tips rất là quan trọng Mình dán tips làm sao cho tips không bị cơi trên mặt móng Đặc biệt là hai bên khóe móng Nếu như mà mình bị cơi lên á thì Lúc mà mình nhúng bột thì ngay chỗ đó nó cũng sẽ bị gập gờn gồ ghề. Bởi vậy cho nên khi mà mình dán trips lên trên móng đó Mình nhiễu glue rồi nè Rồi mình đặt trips lên cho nó vừa vặn Xong đó là mình giữ vài giây để cho trips nó dính chặt nha Xong rồi thì mình cắt cái trips theo cái độ dài mong muốn của khách Mình cố gắng cắt làm sao cho những cái ngón tay đều đặn với nhau không dài không ngắn để cái bộ móng của mình được cân xứng Thường thì sau khi cắt xong hai bàn tay thì mình sẽ đo các móng tay của hai bàn tay lại với nhau cho nó đều đặn à, Tuy nhiên vì cách này cắt móng rất là sát cho nên là mình không cần phải đo ha Rồi sau đây là mình bắt đầu dũa xếp Để làm cái bột nhúng không có bị phình không có bị mập Thì trước khi nhúng mình làm dũa xếp nha các bạn dũa xếp cho nó ôm vào có thể là mình dũa nhỏ hơn à, so với cái móng một tí xíu cũng được để mà khi mà mình có vài cái lớp bột lên rồi á nó không có bị quá là mập đây là cái bước bắt buộc thứ nhất khi làm bột nhúng phải các bạn phải dũa xếp cho nó ôm gọn trước khi nhúng đừng bỏ qua cái giai đoạn này nha các bạn sẽ rất là hối hận nếu như mình bỏ qua cái giai đoạn dũa xếp này vì khi mà mình nhúng 3, 4, 5 cái lớp bột lên á thì cái móng của mình nó sẽ chè bè ra giống như là móng vịt luôn ha và như vậy thì mình phải tốn rất là nhiều thời gian nè rồi nhiều sức lực để mà mình dũa cho cái bộ móng ôm gọn trở lại và nhiều khi lại không có được đẹp không có được như ý muốn nữa dũa xếp xong rồi Bây giờ tiếp tục tới bước thứ hai cực kỳ quan trọng là mình phải sang bằng cái điểm nối giữa tips và móng thật làm cho cái móng của mình thật là bằng phẳng đều đặn mình dùng cái đầu giấy nhám mịn để mà mình sang bằng cái điểm nối này đặc biệt là các bạn là hai bên góc của tips này mình đi hai bên góc tips trước xong đó là mình đi xuôi xuống xuôi xuống theo chiều của móng rồi lại đi ngang đi ngang qua để cho cái tips của mình nó bằng phẳng và các bạn thấy nè nó hoàn toàn bằng phẳng luôn với cái móng của mình thì à, mình không cần phải lo sợ à, khi mà mình nhúng sẽ bị khất, bị gắt ngay chỗ đó đó các bạn thấy không rất là bằng và rất là đều luôn mình cố gắng mình chạy làm sao cho nó thiệt là đều đi càng đều càng tốt càng phẳng càng tốt cho nên cái quá trình dán móng cũng rất là quan trọng các bạn khi mà mình dán móng không đúng rồi mình dán móng bị cơi lên thì khi mình chạy cái đầu dũa này có thể là mình bị mất cái tips à cái bay cái tips đi nhưng mà cái móng mình không bằng phẳng khi mà mình biết mình làm bột nhúng là mình phải chuẩn bị cái tư thế là mình phải làm đúng ngay từ đầu đó dán tips cho bằng phẳng giũa xếp cho đều đặn cho ôm gọn vào rồi chạy sang bằng cái mặt móng xong rồi mình dùng chổi phủi sạch bụi trên bàn tay trên móng của khách rồi lại dùng thêm bàn chải nè chà sạch từng mặt móng để khi mà mình dùng cọ mình sơn cái nước sơn số 2 đó sẽ không có bị dính bụi không làm cho lợn cận và sạch à, trước tiên hết là mình dùng bonday để mà mình sức lên toàn bộ mặt móng cái bonday này giúp cho cái móng mình mau khô và giúp cho bột ở lâu à, các bạn có thể dùng bonday của bất cứ cái nhãn hiệu nào mình thì dùng bonday của hãng opi hoặc là các bạn dùng cái nước số 1 của hệ thống dip nha. Hệ thống dip thì có 4 chai, số 1, số 2, số 3, số 4 đó. Thì cái này thay thế cho cái nước số 1 nha. Cái tiếp là mình dùng nước số 2 và cái natural base để mình tạo cái base cho cái bộ móng này. Cái natural base giúp cho cái bộ móng có gắn tips sẽ rất là chắc, ít khi bị gãy ở cái lớp đầu tiên này khi mà mình sơn cái nước số 2 mình không đi một trăm phần trăm nha các bạn mình sẽ đi từ 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 trong ra ngoài và từ dưới lên trên cái lớp đầu tiên này mình chỉ đi 70 phần trăm so với bề mặt móng thôi tại vì sao vì mình sẽ còn đi nhiều lớp nữa các bạn nếu như mà mình đi một trăm phần trăm cho toàn bộ mặt móng cho toàn bộ các lớp thì cái móng của mình sẽ rất là dày ở hai bên hông và dày ở cái vòng cuticle thì cái móng của mình nó không được tự nhiên không được ôm nha khi sơn nước số hai cần phải sơn cho thật đều thật đủ và móng nếu lấy ít quá thì không lấy đủ bột hoặc bột không dính nếu lấy nhiều quá thì bột sẽ bị dày hoặc là bị đùng tạo ra những cái hiện tượng bị nứt bột khi khách đi vài ngày. Và các bạn có thể thấy là do mình xử lý móng bằng phẳng và mịn màng cho nên bây giờ mình sơn nè các bạn không hề bị gắt không hề bị lồi lõm bị hẫm hay là bị võng ở phía chính giữa móng rồi mình nhúng cái bột vào thì cái bột clear đó thì mình không cần phải giữ tới 3 giây mình chỉ cần nhúng vào và mình lấy ra thôi các bạn có thể đi hai ngón hoặc là 3 ngón một lần cho cái lớp natural base này đối với các lớp màu mình khuyên các bạn dù có nhanh có giỏi cũng nên đi hai ngón một lần để cho cái bột có đủ thời gian thấm vào cái lớp nước sơn số 2 này để không bị những cái hiện tượng nứt bột khi mà nó không đủ thời gian thấm, không đủ thời gian khô nha. Trước khi tiếp tục sơn những cái lớp khác thì mình cần phải dùng cái cây cọ này các bạn, mình phủi sạch hết những cái bột thừa ở trên móng để tránh cho cây cọ của mình bị hư. Các bạn có thể thấy là bộ móng của mình sau cái lớp base rất là đều và bằng phẳng trước khi mà mình mở cái hũ bột ra mình phải lắc cái hũ bột cho đều để cái màu nó lên cho đều nha các bạn và cái hũ bột này của mình là hũ bột mới luôn nè đó và có màu kim tuyến nữa giờ các bạn sẵn sàng cho cái lớp sơn màu đầu tiên chưa rồi ở cái lớp sơn màu đầu tiên này các bạn mình cũng vẫn không đi một trăm phần trăm bởi vì mình chưa biết cái màu nó sẽ như thế nào mình có cần phải đi nhiều lớp hay không cho nên mình sẽ bắt đầu ở 80 hoặc 90% so với cái mặt móng. Có nghĩa là mình không đi sát với cái vòng cuticle cũng như không đi sát hai bên hông, mình chừa lại mỗi bên khoảng 5% đi. Này các bạn thấy mình nhúng vào nè. Đây, nhúng vào. Rồi lấy ra. Đấy. Hai bên hông nó vẫn còn trắng là mình chừa nó chủ ý nha các bạn chứ không phải là mình thiếu. Mình cố tình làm như vậy để khi nữa mình đi những cái lớp khác mình sẽ đi ra để cái móng của mình được ôm và không bị dày ở hai bên hông. Đấy. Rồi tiếp tục là mình sơn ở cái lớp này mình không cần đi tròn cái vòng kia của các bạn, mình chỉ đi sao cho nó khéo và nằm trong mặt móng và đi dưới 100%. Nếu mình mình đi nhiều lớp mà mình đi 100% á thì các bạn biết là nó sẽ bị phình, nó sẽ bị dày và khi mà mình đi nhiều nó quá như vậy thì lại mất công mình phải dũa xuống thì tại sao mình lại không đi từ trong ra ngoài và khi nhúng bột mình giữ 3 giây nha các bạn giữ 3 giây xong rồi mình mới lấy ra đó để cho bột nó đủ thời gian nó thấm vào trong cái nước số 2 Nếu mà mình lấy nhanh quá thì có thể là chưa có đủ thời gian thì mình sẽ lấy thiếu bột đi 1, 2, 3 Xong mình mới lấy ra ha Đó Đối với cái màu này Mình nghĩ rằng mình sẽ đi 3 lớp màu Và khi mình chọn đi 3 lớp màu Mình sẽ không đi thêm một cái lớp ở trên nữa Tại vì như vậy móng sẽ rất là dày Mình thà chọn đi 3 lớp màu để màu lên cho đủ đẹp Hơn là mình đi hai cái lớp màu và một cái lớp clear ở trên Cho nên đối với cái bột nhúng đó các bạn tùy vào tay tùy vào móng tùy vào độ dài cũng như là tùy vào cái màu mà mình có thể linh động uyển chuyển là mình nên đi theo tiêu chuẩn một lớp base hai lớp màu và một lớp clear ở trên hay là mình đi ba lớp màu hay là mình đi hai lớp rưỡi hay là mình đi một cái lớp base rồi bao nhiêu cái lớp màu cái đó là tùy các bạn mình phải biết được cái sản phẩm của mình và mình phải biết được cái khả năng như thế nào để mà mình làm cho nó được tốt cho cái bộ móng của khách các bạn làm sao cũng được miễn sao mình bảo đảm khách hàng đi lâu không gặp vấn đề và đáng cái giá trị đồng tiền mà khách bỏ ra thì như vậy mình mới có thể tiếp tục làm cái bột dip cho cái lần sau khi khách trở lại à, sau khi nhúng xong một bàn tay thì mình cứ để yên đó và mình quay trở lại với cái bàn tay thứ nhất mình phủi sạch hết bụi đi à, mình phải phủi sạch hết bụi để cọ của mình không bị dính bẩn và không dễ bị hư cái chai nước số 2 của mình nha bây giờ là mình đi một trăm phần trăm nè các bạn khi nãy mình chưa lại cái phần cuticle và hai bên hông bây giờ là mình sơn cho nó đầy một trăm phần trăm góc cạnh nào mình cũng đi vô hết và nhớ phủ đầu móng nha mình cảm giác là cái nước sơn số 2 ở bên góc bên tay phải của cái ngón mình vừa sơn nó các bạn hơi dày Nhưng không sao, mình để đó để cho các bạn xem Khi mà mình sơn cái nước số 2 dày thì nó sẽ bị đùng bột như thế nào Đây, 1, 2, 3, lấy ra Đây, các bạn thấy không? Bị đùng bột liền à, Không sao, mình cứ lấy cái ngón tay mình dập dập nhẹ nó vô Để cho nó tròn lại Đừng có dập mạnh quá nha Mình dập mạnh quá, cái glue nó chưa khô Nó sẽ bị dính glue và dính bột vào tay của mình đó rồi. như vậy là các bạn biết là không nên à, đi dày quá dày quá đùng bột thì nó sẽ bị hư cái móng của mình nha sơn cho đủ cho đều rồi mình vuốt xuống cho thiệt mỏng nó cứ lấy nước sơn nè các bạn mình muốn cho tròn cái vòng cuticle thì mình lấy cái nước sơn mình đẩy cái từ dưới lên vừa giáp mí với cái vòng da mình dừng lại 1, 2, 3 rồi mới lấy ra Bụi sạch bụi. 1, 2, 3. Lấy ra. Mình cần phải đếm tới 1, 2, 3 rồi mình lấy ra. Nha các bạn, đừng có lấy ra liền. Bột nó không có đủ chín. Khi mà nó không có đủ chín thì sẽ bị dễ bị nứt, bị bể. Khi sơn xong thì mình giữ chặt tay của khách và mình đưa cái hũ bột vào. Chứ mình không để cho khách tự động đẩy cái tay vào trong hũ bột nha. Sẽ rất là dễ bị đùng bột. Đây các bạn thấy nè, rất là đều và không hề bị bị gặp gền ha là do mình đi cái nước số 2 đó cái nước số 2 nằm ở đâu thì bột nằm ở đó nước số 2 mỏng đều thì cái bột của mình lên đẹp nếu nước số 2 dày thì cái bột sẽ bị đùng bị dày bột nước số 2 ít thì lấy không đủ bột bột không dính hoặc là bị lỗ chỗ bên ít bên nhiều xoay tay để mà mình đi qua hai bên hông nha Tại vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mình phải đi đủ 100%. Đối với những màu à, so lệch khi mà chỉ cần đi hai cái lớp màu thôi, thì cái lớp này, cái lớp thứ hai này là cái lớp quan trọng. Mình cần phải đi cho thiệt đủ và thiệt đều. À, tuy nhiên đối với cái bộ móng này, thì mình đã quyết định là mình đi ba cái lớp màu để cho cái kim tuyến nó lên đẹp và đồng đều hơn thì à, mình có thể có sơ xuất ở cái giai đoạn này à, tuy nhiên mình cố gắng là mình đi cho nó thiệt là đều sát với vòng da sát với lại hai bên hông là tí xíu nữa ở cái lớp thứ ba thì mình có thể làm, là chỗ nào thiếu thì mình đi sâu vào tí xíu mình chèn vào tí xíu đây nhúng nè một hai ba rồi lấy ra các bạn thấy là cái móng của mình nó đã có độ ôm rồi đúng không và cái vòng tròn cuticle này nè cũng nằm rất là sát vào móng và lài đều từ ở trong ra đó là lý do tại sao mà mình không đi 100% lên tất cả các lớp Mà mình đi từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên Phải có kỹ thuật hết ha các bạn Và bây giờ là lớp thứ ba cho cái lớp màu Cũng phủi sạch bụi đi Rồi ở cái bước này á thì cái chỗ nào mà thiếu bột thì mình đẩy cho cái nước số 2 này vào ngay chỗ đó và thực sự là mình không cần đi hai bên hông nữa vì cái lớp thứ hai nó đã phủ hết cái bề mặt móng rồi cho nên mình không lo nữa ngay chỗ này mình hơi thiếu nè đó là mình đẩy cái, cái nước sơn vào để cho nó đầy vào trong đó và mình sơn cũng thiệt là mỏng các bạn giờ là mình chỉ làm cho màu nó lên đẹp thôi và mình có thể nói với các bạn là không có một cái tiêu chuẩn nào là chuẩn cả mà là từ cái kinh nghiệm ra các bạn cho nên các bạn cứ làm và khi mình làm nhiều mình sẽ gặp những cái vấn đề và từ những cái vấn đề đó mình rút ra được những cái kinh nghiệm và mình có thể làm tốt hơn mình cũng rất là mong muốn truyền tải tất cả những cái kinh nghiệm mình có được từ cái việc làm nghề của mình cho các bạn nhưng mà trong một cái video mình không thể tổng hợp hết được tất cả những cái lợi điểm cái khuyết điểm của cái việc làm một cái bộ móng như thế nào cho tất cả các loại móng cho nên các bạn xem là mình xem tiêu chuẩn và khi thực hành thì các bạn có thể um, quyển chuyển nha sau khi nhúng xong tất cả các lớp thì mình dùng cái nước số 3 là cái activator mình xức lên toàn bộ mặt móng để giúp cho móng mau khô nha xong rồi mình có thể để khô tự nhiên hoặc là hơi bằng quạt rồi mình qua tiếp cái bàn tay uh, thứ hai ha rồi cũng giống như vậy là mình cứ sơn cho nó mỏng thiệt là mỏng chỗ nào thiếu bột thì mình để cái nước sơn vô cái chỗ đó cho nó đều rồi là bắt đầu mình nhúng bây giờ là ở cái lớp thứ ba rồi đó các bạn và các bạn thấy mình không hề gặp bất cứ cái vấn đề gì phải không móng của mình không bị dày không bị phình ra không bị dảnh hay là không có bị gồ ghề mà rất là phẳng và đều đặn đó là do cái kỹ thuật mình xử lý cái móng trước khi mà mình nhúng đó các bạn cho nên là mình mong muốn các bạn cũng làm giống như mình là mình gắn xếp cho chuẩn nha rồi dũa xếp cho gọn rồi mài móng cho bằng rồi mình hãy nhúng như vậy thì các bạn sẽ không gặp bất cứ một cái vấn đề gì nữa hết. Rồi cái bàn tay thứ hai này mình cũng sức cái um, activator lên nha các bạn. Rồi mình cho hơn. Rồi khi mà mình làm xong cái bàn tay này mình quay trở lại cái bàn tay kia thì đã khô rồi. Là mình có thể dũa. À, tuy nhiên là khi dũa cái bột nhúng các bạn nên nương tay tí xíu ha. À, có thể là bột chưa khô nhưng mà nếu mình dùng sức mà mình dũa vào thì có thể nó bị mớp hoặc là bể ở cái đầu móng. Cho nên mình phải thử cái đầu cứng bằng cách là mình vũa nhẹ nhẹ từ từ trước nha Lỡ nhưng mà có cái vấn đề là chưa khô thì mình có thể cho hơ tay thêm tí xíu nữa Chứ mà đè vô mà vũa phà phà liền cái là Bể đầu móng là hơi cực đó à, Bây giờ thì mình chỉ vũa um, xếp để cho Chỉnh chu hoàn thiện lại thôi à, Nói chung là khi mà mình um, Nhúng nó được khéo rồi đó các bạn bột nằm hoàn toàn ở trên mặt móng hoặc là nằm theo cái khuôn mà mà mình đã dũa sẵn từ cái lúc đầu đó. Thì cái công đoạn này mình đỡ mệt hơn. Thực ra là làm bột nhúng cũng đỡ cực hơn là làm bột acrylic nhiều phải không các bạn? À, cái bộ bột nhúng mà có gắn tips ở uh, tiệm của mình á lấy giá là 50 uh, mỹ kim. Còn nếu như mà mình không gắn tips á, là 45 Mỹ Kim Trong khi đó một cái bộ full set nếu mà sơn nước sơn thường chỉ có 28 Mỹ Kim thôi các bạn Mà dũa rất là cực luôn Còn nếu mà sơn cái nước sơn treo á, thì được tới 43 đồng Vẫn còn thấp hơn so với cái bột nhúng ha mà nhiều khi là có rất là nhiều cái vấn đề Và bụi thì cũng rất là nhiều cho nên nếu mà các bạn chưa có biết làm bột thì mình nên tập làm bột nhúng Rồi mình xin việc làm mình nói mình chỉ biết làm bột nhúng thôi Mình không có biết làm bột thường Như vậy là mình cũng có lợi thế đó các bạn Làm chân tay nước và bột nhúng treo là kiếm được nhiều tiền hơn cả làm bột luôn đó Rửa xếp xong rồi mình còn làm thêm một bước nữa các bạn Mình dùng đầu giấy nhám mịn mình, mình chạy ở phía dưới đầu móng để mà mình làm cho cái đầu móng mỏng hơn và mình tạo cái độ cong để cho móng của mình được đẹp và có vẻ là sắc sảo hơn đồng thời là mình có thể chỉnh chu lại cái xếp của mình thêm một lần nữa cho nó gọn và nó ôm ở hai bên hông ha giờ thì mình bắt đầu giũa mịn và giũa sạch cho bộ móng mình dùng cái đầu đồng mịn là cái loại phai đó các bạn để mà mình dũa thì cái quá trình dũa bột nhúng cũng tương tự như là dũa cái bột acrylic nhưng mà nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều là vì bột mình đi không có dày cho nên mình không có tốn nhiều công mình dũa xuống thứ hai nữa là bột nằm gọn ở trên móng cho nên mình không cần phải tốn nhiều thời gian hay là mình tốn công để mà mình đi cho sạch hai bên khóe móng hay là cái vòng cuticle Mình chỉ dũa để cho cái mặt móng của mình mịn hơn, láng hơn, bằng phẳng hơn à, cho nên các anh chị đừng có quá lo lắng là khi mà mình không dùng cái lớp clear top ở trên Mình dũa có bị bay bột hay không, có bị mất bột, mất màu hay không Xin thưa rằng không, các anh chị thấy rất là rõ ràng là mình dũa rất là bình thường nhưng không hề bay bột Thực ra cái bột nhúng này nè các bạn cũng khá cứng lắm Khá cứng cho nên là mình cứ dũa tự nhiên đi Tuy nhiên nếu các anh chị em và các bạn không đủ tự tin Thì mình có thể áp dụng một trong hai phương pháp sau đây Phương pháp thứ nhất là mình dùng nước số 2 mình sơn lên một lần nữa sau cái lớp màu cuối cùng rồi mình bỏ activator lên cho hơi khô trước khi mình dũa phương pháp này cũng tiện ích vì nó không làm cho cái móng của mình quá dày mà có thể đảm bảo được cái lớp màu của các bạn phương pháp thứ hai là mình có thể đi thêm một lớp bộ top clear lên trên cái lớp màu cuối cùng thì phương pháp này sẽ làm cho cái bộ móng của mình rất là chắc chắn luôn và không có sợ bị bay màu hay bị cái gì hết. Tuy nhiên, nó có thể làm cho cái bộ móng của mình bị dày và mình rửa xuống hơi bị cực nha. Còn một cái vấn đề nữa là khi khách trở lại tháo móng ra để làm bộ mới thì mình hơi tốn công để mà mình rửa cho bớt những cái lớp bột này xuống rồi mình mới quấn rồi sau khi quấn xong mình cũng phải để cho khách đợi khá lâu Mình mới có thể tháo hết được những cái lớp bột này ra Nên là khá vất vả khi khách trở lại nha Để cho móng được láng mịn hơn trước khi mà mình sơn cái nước số 4 đó Thì mình dùng cái buffer này các bạn Mình đánh cho nó thiệt bóng cái mặt móng đi và cái cách mình đánh là mình đi từ trên xuống dưới và từ trái qua phải đi ngang qua đầu móng Mình có cái cảm giác là khi mà mình bóp xuống như vậy thì cái nước sơn số 4 sẽ láng mịn hơn vì nó đi theo cái chiều của cái móng tay đó Xong rồi mình không cho khách đi rửa tay mà mình dùng chổi nè, mình phủi sạch hết bụi trên tay và trên bàn tay của khách Đấy, dưới lòng bàn tay luôn, rồi cho khách tự vỗ tay để bụi dăng đi hết rồi mình dùng bàn chải một lần nữa mình trà từng móng cho thiệt là sạch bụi luôn. Để khi mà mình sơn cái nước bóng số 4, cái móng của mình không bị lợn cợn, không bị bụi bẩn nha. Rồi bây giờ là mình sức cái nước số 3 một lần nữa. Mình chỉ sức cái nước số 3 hai lần thôi nha các bạn. Một lần là sau khi mình nhúng tất cả các lớp màu để cho khô bột. Lần thứ hai nữa là trước khi mình sơn cái nước bóng số 4. Nếu các bạn quên sức cái nước số 3 này trước khi mình sơn cái nước số 4 thì cái nước số 4 của các bạn không bao giờ khô. Sau khi sức xong thì mình cho khách hơ bằng quạt máy khoảng 1 phút nha các bạn để cho cái nước này hoàn toàn khô. Nếu như nước này chưa khô mà các bạn để cọ số 4 lên là cái cọ của mình sẽ bị khô cứng dính liền luôn. Nhớ nha. Đó bây giờ mình ngồi mình chờ nè. Chờ cho khô xong rồi mình mới sơn lên đối với bộ bột nhúng để cho cái móng được sáng bóng thì mình cần phải đi hai cái lớp thấp khúc nha các bạn đó thấp khúc của cái hệ thống nhúng nha chứ không phải là cái thấp khúc thường à mình sơn cái lớp đầu tiên thiệt là mỏng luôn rồi sau đó mình cho hơn mình qua mình sơn cái bàn tay thứ hai xong cái bàn tay thứ hai mình quay trở lại là mình có thể sơn cái lớp thứ hai nha như vậy thì cái móng của mình rất là bóng và sáng luôn không thua gì cái thớp khấu của nước sơn treo tuy nhiên các bạn đừng thử cái nước sơn treo thớp khấu ở trên cái bột nhúng nha vì hai cái sản phẩm này không có làm việc với nhau à, bạn sơn lên được nhưng mà khách sẽ trở lại trong vòng vài ngày vì cái lớp thớp khấu treo nó sẽ bị tróc ra khỏi cái lớp bột nhúng rồi đây là cái sản phẩm của mình nè các bạn rất sáng và bóng luôn ha dù là chưa khô khô nữa sẽ còn bóng hơn nữa luôn đó cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình ngày hôm nay hy vọng rằng video này giúp giải đáp được một số thắc mắc của anh chị em về bột nhúng à, đặc biệt là bột nhúng có gắn tips à, nếu như mà các anh chị em thích và thấy có ích thì xin hãy chia sẻ để nhiều người được biết đến xin cảm ơn thật nhiều và chào tạm biệt